Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Thành Đô. Và hôm nay bên cạnh mình đây là một chiếc xe tải đến từ nhà máy DH Moto. Và chiếc xe này là chiếc Terra 345L. Nếu mà nhìn về cái kích thước bên ngoài của nó ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ không tin rằng đây là một chiếc xe tải với tải trọng 3,49 tấn mà bằng B2 có thể lái được. Bởi vì nó có một cái thùng rất là dài. Nó dài tương đương với một chiếc xe tải khoảng độ tải trọng từ 7 cho đến 8 tấn, với cái chiều dài thùng tới 6,05 m. Và ngoài cái phiên bản cơ bản nó ra thì nó còn có cái phiên bản thùng dài tới 6,35 m. Và sản phẩm này ở đây thì nó sinh ra nó sẽ dành cho những cái khách hàng chuyên chở những mặt hàng khô là một này, bởi vì đây là thùng kín này. Thứ hai là những cái mặt hàng mà tránh nước mưa. Và thứ ba nó là phải mặt hàng cực kỳ nhẹ. Đó. Và sản phẩm này thì rất phù hợp đặc biệt với những bên vận tải hoặc là những cái bên cung cấp tạp hóa cho người dân. Đó. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cụ thể về cái dòng xe này cũng như là cái phiên bản thùng. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ báo giá luôn, cập nhật cái tháng 6 này, cuối tháng 6 này, xem cái phiên bản này nó có trị giá là bao nhiêu tiền, để cho quý vị và các bạn cùng có những cái thông tin cụ thể nhất nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video. Sản phẩm Terra 345L này thì mình giới thiệu tương đối là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từ trước ra sau. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cabin luôn đi. Cabin thì vẻ bề ngoài thì các bạn hãy nhìn ở đây, sau đó các bạn sẽ đưa ra cái cảm nhận riêng của mình nhé. Mình sẽ không nói nhiều về cái vẻ bề ngoài nữa, bởi vì mỗi người sẽ có một cái gu thẩm mỹ riêng và sẽ có một cái khẩu vị riêng. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến cái tính năng ở trong cái cabin. Mời các bạn cùng lên cabin trước đi. Đây, mình đang có mặt ở trên nội thất của chiếc Terra 345L. Đối với những cái dòng xe tải khoảng độ từ 3,5 tấn trở lên thì cabin của nó thì rất là rộng rãi rồi, không còn gì để nghi ngờ nữa. Nó chỉ nằm ở khả năng ví dụ như là cách nhiệt hoặc là chống ồn. Thì Terra 345L cũng là một trong những cái chiếc xe có cái khả năng cách nhiệt rất là tốt, cách âm rất là tốt, bởi vì là cái công nghệ lắp đặt và lắp ráp của nhà máy DH Moto, một trong những nhà máy mà có vốn đầu tư của Hàn Quốc, thì họ luôn luôn là chú trọng vào cái khâu lắp ráp. Vì thế cho nên là thân vỏ của Terra 345L cũng rất là dày dặn rồi. Và tính năng trên xe thì nó sẽ được trang bị những cái gì? Đầu tiên các bạn có thể thấy là nó sẽ được trang bị một cái bộ phận là khóa cơ và khóa điện này. Đó, sẽ gồm hai khóa, một cơ một điện. Đấy, rất tiện cho cái việc mà các bạn nhỡ quên đóng cửa nó chưa kín, các bạn bấm thì nó vẫn khóa được vào nhé. Và cái khóa này nó có thể bắt sóng khoảng độ từ 150 cho đến 200 m. Đấy, các bạn rất dễ để bấm mở này. Đó, sau đó là trợ lực lái dầu này, rồi kính điện này, điều hòa hai chiều này. Đó. Và bổ sung thêm, nhà máy đã trang bị đó chính là một cái màn hình đi theo từ nhà máy luôn. Màn hình này thì không có tính năng giải trí cao cấp như những cái màn hình Android, bởi vì nó là một cái màn hình trang bị để cho các bạn có thể là tích hợp cái cam hành trình lùi vào đây. Đây, nó đã có sẵn cái cam rồi đây này. Cam này cũng đến từ nhà máy luôn, cho nên nó cũng sẽ được bảo hành theo xe. Và cái cam này thì khi mà các bạn lấy xe thì bên xưởng của chúng tôi trước khi giao xe, chúng tôi sẽ PDI toàn bộ và sẽ lắp cái cam này để cho các bạn khi các bạn cài cái số lùi ấy thì các bạn sẽ có cái cam ở đây. Đó. Và màn hình này thì chỉ nghe radio thôi các bạn nhé. Thực ra thì đối với một chiếc xe an toàn mà đạt tiêu chuẩn từ châu Âu thì họ cũng rất ít khi trang bị những cái màn hình để cho chúng ta xem phim hay nghe nhạc, bởi vì đã lái xe thì chúng ta chỉ tập trung vào lái xe thôi, chứ chúng ta không xem những cái tính năng giải trí khi mà chúng ta đang lái xe. Đấy là chuẩn mới là an toàn. Còn khi mà chúng ta về Việt Nam thì chúng ta phải Việt Nam hóa cái xe lên thì chúng ta mới trang bị thêm những cái màn hình để phục vụ cho cái lúc mà nghỉ ngơi các bạn nhé, thì chúng ta giải trí trên đó là đồng ý, ok. Đó. Còn phiên bản ở đây là phiên bản nội thất nguyên bản nhất từ nhà máy, tức là mình chưa có một cái chỉnh sửa gì hết, bởi vì cái chiếc xe này là bên mình vừa lấy từ nhà máy về thì mình mang đi quay luôn cho các bạn, để các bạn có thể nhìn thấy nó thực tế nhất. Còn nếu mà khi mà nó đã qua tay bên mình độ lên rồi thì chắc chắn là ai cũng sẽ thích thôi, bởi vì nó rất là đẹp. Đó. Còn đây là hộp số của Terra 345L, một chiếc xe tải tầm trung thì nó chỉ sử dụng cái hộp số 5 cấp thôi, gồm 5 tiếng một lùi. Phanh tay thì đây, vị trí đây rất là dễ để điều khiển xe rồi. Đó, nội thất thì không có gì nhiều. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái phần thùng nhé, cái phần quan trọng nhất mà các bạn sẽ chở hàng nhiều. Thùng ở đây thì là thùng của nhà máy và có chiều dài là 6,05 m, cao và rộng là 1,95 m. Và cái thùng này thì nó được làm bằng chất liệu inox là 430. Đó, 430 với chiều dày là 0,8. Cái phần thiết kế bên ngoài thì sẽ được dập sóng ở chủ yếu ở hai phần, còn ở giữa thì sẽ để một cái khoảng trống ở đây để cho quý vị và các bạn có thể dán các cái tem biển số đăng kiểm hoặc số điện thoại hoặc là các cái logo quảng cáo thương hiệu cá nhân ở trên này, rất là tiện rồi. Đó, cái chi tiết dập sóng này thì nó sẽ làm cho cái thùng nó bớt chòi lóa đi và nó cũng sẽ có cái độ cứng nhất định cho cái thùng xe. Phần bên hông thì sẽ được bảo vệ bằng một cái cản hông khá là dài,
Nhà máy thì thường thường là họ sẽ cố gắng để làm cho vẫn đầy đủ nhưng mà cái chi phí nó rẻ nhất cho các bạn. Vì thế cho nên là cái cản thông ở đây nhà máy chỉ làm bằng thép thôi, và sau đó thì sơn chống rỉ và sơn hai màu trang trí là vằn đen với vàng. Đấy, nó tạo thêm cái điểm nhấn cho cái xe. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu ở bên trong thùng luôn cho các bạn nhé. Một chi tiết khá là đáng lưu ý ở trên cái thùng xe nữa, đó chính là bởi vì do cái thùng này nó khá là dài cho nên nó sẽ xuất hiện khá là nhiều điểm mù, cũng như là sẽ dễ xảy ra cái hiện tượng là vẩy đuôi khi mà các bạn vào cua hoặc là xi nhan rẽ sang lối khác. Vì thế cho nên nhà máy đã trang bị luôn những cái đèn sườn ở đây này. Đấy, khi mà các bạn có vào cái tầm khuất các bạn không nhìn thấy ấy, thì các bạn bật xi nhan lên nó vẫn sẽ cảnh báo tới những cái người đi xung quanh để cho họ tránh xa cái làn đường mà chúng ta đang rẽ ra. Như vậy nó sẽ an toàn hơn cho các bạn nhé. Mời các bạn vào trong thùng đi. Và đây là toàn bộ hệ thống cũng như là cái kết cấu của bên thùng. Đây, mình sẽ mời bạn quay phim là quay hẳn vào trong để cho quý vị và các bạn có thể nhìn thấy này. Phần sàn này thì bên mình làm là sàn 2.5 ly thôi. Nó đạt đủ cái nhu cầu chở hàng, không quá dày. Còn khi các bạn cần làm dày thì bên mình vẫn có thể gia công được. Gia công ở cái địa điểm như thế nào, tức là mình sẽ lấy xe taxi về, những cái thùng đó thì mình sẽ đóng riêng theo cái yêu cầu của các bạn. Còn đây là quy chuẩn của nhà máy cho nên mình sẽ không thay đổi. Các bạn cần lót sàn thêm thì lót thôi. Đó. Và thùng này thì các bạn, tôi đảm bảo với các bạn là cái thùng của đây sẽ là một trong những nhà máy đóng ra những cái thùng nó chất lượng nhất mà tôi thấy. Bởi vì nhiều nhà máy đóng những cái thùng nó rất là mỏng và nó có cái độ võng cũng như là cái bập bõm rất là cao. Thế nhưng mà đối với thùng của xe Tera 345L đến từ nhà máy DH, thùng rất là chắc. Phần sàn không hề có một điểm võng nào luôn. Đó, nó rất là đồng bộ, rất là ổn định. Toàn bộ các phần vách thùng đều được đan những cái khung xương này, sắt hộp này, rất là dày dặn là 50x50 và độ dày là 1.4 ly. Đó, nó đảm bảo cho các bạn có thể có một cái thùng kiên cố và nó có cái tuổi thọ sử dụng rất là cao. Toàn bộ các mặt đều được đan khung xương hết các bạn nhé, không bỏ sót bất cứ một mặt nào, kể cả trần. Trần là một trong những cái mặt bằng mà không hề chịu tác dụng của lực, nhưng mà nhà máy cũng vẫn làm đan bình thường. Và đương nhiên trong thùng kín với một chiếc dài chiều thùng dài như này thì bao giờ cũng sẽ được trang bị tới hai cái đèn thùng để phục vụ cho các bạn trong cái việc bốc dỡ xếp hàng đó. Và ở bên phụ kia, đằng xa xa kia, các bạn có thể quan sát nó cũng sẽ có một cái cửa hông đấy để cho các bạn có nhiều hướng vận chuyển hàng hơn. Cái thùng đây là cái thùng cơ bản rồi, tôi đã nói. Còn nếu các bạn có cái nhu cầu làm những cái thùng 2 lớp 3 lớp hoặc là 6m2 hoặc 6m35 đông lạnh, rồi là composite hoặc thùng 3 lét vân vân, chúng tôi vẫn có thể làm bình thường. Bởi vì sản phẩm Tera 345L này chúng tôi đã ra hết những cái phiếu của các cái phiên bản thùng đấy rồi, nên các bạn hoàn toàn yên tâm, ra là sẽ có hồ sơ và hồ sơ đó là hồ sơ hợp lệ, đi đăng kiểm đăng ký bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Với đó, chiếc Tera 345L ở đây khi các bạn đầu tư, các bạn chỉ bỏ ra 510 triệu với cái giá xe ở thời điểm hiện tại các bạn nhá. Tức là chỉ với 510 triệu thôi các bạn đã có thể sở hữu một chiếc xe có cái thùng dài như thế này rồi đó. Và cái sản phẩm này khi các bạn đầu tư, các bạn sẽ được cái lợi ích gì? Thứ nhất, nếu các bạn có thuê lái xe thì cái mức chi phí để bỏ ra để thuê một lái xe cũng rất là rẻ thôi, bởi vì chiếc xe này sử dụng bằng B2 vẫn lái được. Chi phí để thuê một tài xế bằng B2 với bằng C hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. B2 là thấp nhất rồi, cho nên các bạn đã được một cái điểm lợi này. Điểm lợi thứ hai đó chính là các bạn sẽ ăn được cước từ của những xe 7 đến 8 tấn bởi vì nó chở được rất nhiều hàng. Với cái thùng này mà các bạn chở những cái mặt hàng khô, ví dụ như là hoặc là mặt hàng nhẹ như kiểu là đơn hàng Rara này, Shopee này, chắc chắn khi các bạn chất đầy cái thùng này, tải trọng của nó không đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà những cái cước mà các bạn ăn được từ cái chuyến hàng đó nó rất là nhiều. Đấy là điểm thứ hai này. Điểm thứ ba đó chính là bây giờ khi mà các bạn đầu tư một chiếc xe như này, các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng độ từ 300 cho đến 400 triệu. Đấy là cái vấn đề các bạn tiết kiệm được. Rồi là máy trên xe thì lắp động cơ Isuzu với dung tích 2.8 và cái nhiên liệu của nó chạy chỉ hết 10 lít trên 100 cây, là các bạn đã tiết kiệm được rất nhiều dầu rồi. Đó là những cái điểm lợi thế khi các bạn sở hữu Tera 345L. Chiếc xe này thì bên mình vẫn hỗ trợ trả góp bình thường với mức là lãi suất cực kỳ ưu đãi và khoản vay tới 80% các bạn nhé. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như là muốn được tư vấn hoặc là đặt lịch chạy thử xe, các bạn cứ điện cho mình số hotline và cũng là số chính chủ của mình luôn. Mình sẽ trực tiếp là đón nhận những cái cuộc gọi của các bạn và sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể hơn. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.